Hello, xin chào thầy các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là hơn 9 giờ tối rồi các bạn nhé. Ở ngoài miền Bắc của mình thì đang cực kỳ rét kinh khủng luôn các bạn ạ. Còn không biết các bạn trong miền Nam như thế nào, nhưng ngoài miền Bắc mình đang cực kỳ là rét. Thì là chỉ còn một tháng nữa thôi là cũng đến Tết âm lịch rồi. Thì các bạn là nhanh tay đặt mua và làm ra tiền, coi như là mua những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình giới thiệu cho các bạn là chiếc con này là chiếc iPhone 4S này. iPhone 4S thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con 4S màu trắng này thì các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi rất ok nhé. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là 450k đấy. iPhone 4S một thời siêu phẩm gì nhỉ, mười mấy 20 triệu, bây giờ chỉ còn 450.000 các bạn ạ. Cái ngày mình nhớ con ngày 2008 ấy, mình còn 2009 mình đang ở trên Sơn La mà mình còn ao ước con này người ta đang bán là 6.9 triệu, mình còn mơ ao ước mình mua con iPhone 4S để dùng này. Nhưng bây giờ mình nghĩ lại thật cũng nhận cũng sợ, 950.000 đấy, còn 450.000 quá là rẻ luôn, điện thoại bây giờ mất giá kinh khủng luôn các bạn ạ. Đấy, 450k con iPhone 4S này các bạn có làm máy phụ chống cháy nghe gọi thay con đen trắng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S này các bạn nhận hàng được sớm nhất, một là qua Zalo, đây là số Zalo mình, số này 0966221789 đây nhá. Đấy, số Zalo mình số dùng này nhá. Và số thứ hai là 0833221789 đấy, nhà mình có hai số, các bạn gọi số 1 không được các bạn liên hệ số 2 giúp mình. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối thứ hai, buổi tối ngày hôm nay thì mình lại giới thiệu các bạn chiếc con này là con Joy 3. Đấy, Joy 3 con này là phiên bản của nó là 32GB nhé. Đấy, màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Đấy, màn hình con Joy 3 này tràn viền 6,5 inch. Pin con này là pin 5000 nhé các bạn nhé. Đấy, viên pin 5000 mà trang bị viên pin 5000 mà có 1.6 triệu thôi, rất là rẻ. Máy này là máy của bác hàng Việt Nam, máy của bác Phạm Nhật Vượng, thì các bạn nhớ là coi như là đăng ký và mua ủng hộ bác Phạm Nhật Vượng các bạn nhé. Phạm Nhật Vượng đấy, tên cũng nhiều lúc cũng khó đọc, Phạm Nhật Vượng đấy, đấy của bác Vượng, nói chung bác Vượng thì sẽ đọc đấy. Đấy, con này là Vinmart Joy 3, cấu hình con này là 32GB, màn hình con này thì là màn hình của nó là 6,5 inch, pin thì pin 5000 đấy, thì có 1.6 triệu thôi, rất là rẻ. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân đấy, nói chung các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời này. Đấy, đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vinmart Joy 3 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhé. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức, thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, thì chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Nhưng mà hình thức nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và hình thức cọc thì các bạn có thể là cọc qua mình qua cạc Viettel này, Momo này và qua chuyển khoản ngân hàng. Và bên mình thì có nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đồ 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về con này là con Samsung Z7 Pro đấy. Z7 Pro thì con này thì là bản công ty đấy. Z7 Pro thì là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này của nó là màn hình của nó là 5,5 inch, độ gì nhỉ, màn hình con này của mình là Full HD cộng các bạn nhé. Màn hình của nó là màn hình AMOLED, con này thì là màn xịn nhá, không phải là màn 2C nhé, con này là màn xịn nhá. Vỏ thì con này thì có hơi phẩy, cũng phải theo thời gian thôi. Đấy, vỏ thì hơi cũ phải theo thời gian thôi. Được cái nhưng mà là thứ nhất là màn zin. Con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.6 triệu nhá. Con Z7 Pro này RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, pin con này là pin 3K6. Vỏ con này thì là có vỏ cũ phải theo thời gian. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhé. Con Z7 Pro này 1.600.000. Đấy. Cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro bản công ty 2 SIM 2 sóng này các bạn nhận hàng sớm nhất nhá. Con này là màn xịn các bạn nhá. Màn xịn nhá. Đấy. Này. Đấy. Nói chung là Z7 Pro một thời dùng rất là sướng nhá. Đấy. Nó nhanh 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 nhanh, mình quay vào đây nó nhanh nhanh nhanh, không phải là ấy nhá.
không phải là hỏng màn hình nữa các bạn nhá, thì vì do cái kiểu cái máy quay của mình là thế nhá, kiểu cái camera mà quay vào màn hình nó thay thế mà. Z7 Pro 1,6 triệu các bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, con này là con Samsung S7e. Đấy. S7e thì màn hình con này thì nó hơi ám một chút này. Đấy, màn hình con này thì là hơi ám nhá, ám hồng hồng bên dưới này. Đấy, con này thì là màn hình hơi ám hồng bên dưới. Tất cả thì ngoại hình con S7e này là con này là mình sẽ là bản gì đây? Con này mình sẽ xem các bạn bản gì nhá. Đây. S7e các bạn mua về chạy Grab hay là Uber cực kỳ tuyệt vời. Đây, con này là bản S này. Bản S là bản Hàn nhá. Samsung con này là S7e. Bản Hàn, một sim một sóng, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này mình sẽ xem là bao nhiêu GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Con S7e này con này là RAM 4 này. Đấy, bộ nhớ trong là 128GB. Các bạn mua về chạy con này làm Uber, Grab thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, con S7e này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1,4 triệu nhé các bạn nhé. Đấy, màn hình con này thì là hơi ám một chút thôi, nhưng mà được cái là phiên bản của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Đây. S7e này. Ngoại hình con này con 90/90%. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình của nó thì hơi ám một chút thôi. Thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,4 triệu nhá. Đấy, 1,4 triệu các bạn nhá. S7e này, 1,4 triệu các bạn nhá. Các bạn dùng dòng này cũng là sản phẩm bạn sướng hơn những sản phẩm đời mới bây giờ cực kỳ là nhiều luôn. Kể cả 1,4 triệu thôi mà nó nhanh nó mượt kinh khủng luôn, kể cả Oppo biết không bao giờ bằng, mà dung là RAM 4GB chạy cực kỳ tuyệt vời, có 1,4 triệu các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Redmi C3i này. Đây, đây ạ. Con này là con C3i. Đấy, con này là con Redmi C3i. Màn hình con này là màn hình của nó là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Pin con này pin cũng là pin 5000 các bạn nhé. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con Redmi C3i này thì ngoại hình còn 90/90%. Pin thì là pin 5000. Camera thì là camera kép nhé. Đấy, con C3i này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,750K các bạn nhé. Con C3i này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1,750K. Đấy, chỉ với giá là 1,750K thôi. Các bạn sở hữu cấu hình là RAM gì nhỉ? RAM bộ nhớ trong là 32GB và pin thì là pin 5000. Các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời nhé. Màn hình của nó là 6,5 inch. Dùng thì rất là rẻ các bạn nhé. Đấy, rất là sướng. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là Samsung S8 này. S8 nhỏ này. S8 nhỏ thì con này còn nhà mình là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Màn hình của nó là màn hình của nó là tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. S8 thì là màn hình độ phân giải 2K. Đây là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Tình trạng con này thì là màn hình đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì, chỉ duy nhất một tấm chấm tí tí con đấy thôi. Đấy, bé tí tí thôi các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2,800K. Ngoại hình thì còn 90/90%. Máy đẹp lên keng xả beng luôn các bạn nhé. Con S8 này, các bạn mua những sản phẩm S8, S7 dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy, 2,8 triệu cho các bạn nhé. Con S8 này nhỏ là 2,8 triệu nhé. Lót thì đây, nhà mình lại về con này thì mình sẽ thanh lý nốt cho các bạn này. Con này là con Redmi 5i nhé. Đấy, 5i này. Này, con này là con Redmi 5i. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Thì con này là chạy chip Snapdragon 665 các bạn nhé. Đấy, màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền cũng là 6,5 inch. Độ phân giải màn hình của nó là Full HD. Đấy, pin thì là pin 5000 đúng các bạn nhé. Đây, ngoại hình con này còn 90/90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2,500K nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2,500K. Đấy, Redmi 5i 64GB, 2,500K, cực kỳ là rẻ cho bạn thôi. Đấy, năm 2021 điện thoại cực kỳ giá là rẻ, các bạn nên đi mua những sản phẩm điện thoại cũ về xài cực kỳ là ok các bạn nhé. Đấy, và lót 8 thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy em lót 8 này. Đấy, lót 8 này nhà mình về được mấy em này. Này ạ. Nhà mình nay về tất cả được là 1, 2, 3, 4 cây lót 8 nhé. 4 cây lót 8 thì là lót 8 thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình. RAM con này là RAM 6GB. Lót 8 thì là RAM 6GB các bạn nhé. Đấy, RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là
64GB, tùy theo phiên bản, hầu như là 64GB hết. Của nhà mình hình như 64GB, mình sẽ kiểm tra này. Đây, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này là màn hình tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Tính năng mở khóa con Note 8 này thì là được cái là nó là 3 tính năng: mống mắt, khuôn mặt và vân tay. Đây ạ. Ngoại hình thì nhà mình còn ba con này thì còn 90%. Và bây giờ thì mình sẽ đánh giá có như chi tiết từng con một nhá. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình con này thì là còn 90%. Con này là bản hàn, 2 SIM 2 sóng. Thì con Note 8 màu xanh đẹp này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 4.500.000 nhé. Con Note 8 này màu xanh này, đầu tiên này mình sẽ bán với bạn với giá là 4.500.000. Đấy. Đây. Và con thứ hai này, con là thứ hai này màn hình cũng đẹp keng nhé. Không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây. Đấy. Đấy, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình cũng bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy. Đấy. Đây, và con thứ ba này màu đen này, ngoại hình còn 90%. Con này thì là màn hình của nó thì là màn hình đẹp không ám, nó chỉ hơi bị lưu trữ ở phần bên này thôi. Đấy, lưu trữ một chút thôi. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhá. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, 3.800.000 nhá. Con này phải 3.800.000 các bạn nhé. Và con này là con màu xám này, màu lông chuột này. Đấy, màu lông chuột. Con này thì màn hình cũng đẹp keng nhé. Đây, màn hình con này cũng đẹp keng này. Đây. Màn hình con này cũng đẹp keng, không ám ố lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy, con này thì là bên mình cũng bán bạn giá là 4.500.000 các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhé, hàng liền sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số ngân hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối thì ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và còn một tháng nữa thôi, các bạn cố cày ra tiền và mua thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ bên mình, ủng hộ bên mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video một tối ngủ ngon nhé các bạn nhé. Hẹn clip và lại tiếu ngày mai ạ.